Một cặp đôi oan gia. Em chỉ nói chuyện với lại bạn gái kia thôi. Và vợ em thì lại binh bạn kia. Xong hai người cãi lộn. Cái về nhà nói là hôm nay đi chơi gặp thằng khùng. Và những xung đột xoay quanh cuộc sống hôn nhân. Lúc em có em bé, hai vợ chồng em cứ cãi nhau hoài. Nhiều khi ba mẹ nói mày đi khám bác sĩ thần kinh coi hai vợ chồng vấn đề gì không. Có một khoảng thời gian là bất cứ chuyện gì mà cũng đúng. Có nhiều cái em không thể nói được và những cái chuyện em sẽ giấu lại cho riêng mình em biết không. Đến một lúc là cái anh này bị bùng nổ chị, là anh này anh bỏ nhà đi. Liệu họ có thời gian nhìn lại để xây dựng hạnh phúc? Đón xem Thuận Vợ Thuận Chồng chủ đề Nhìn Lại được phát sóng vào lúc 19h35 phút thứ 6 ngày 29 tháng 9 năm 2023 trên VTV9.